ly hôn hay ly thân? Tao ai vậy? Thân còn pháp lý. À, Kim Nhã. Ok, xin mời Kim Nhã. Wow. Ai ngờ là cô bé dễ thương này là có thể yêu phức tạp thế. Đúng rồi, cái này là một mối quan hệ khá phức tạp và duy nhất luôn mà em không bao giờ mong muốn gặp lại lần thứ hai. Rồi. Đó là tại vì gặp cái người bạn này là qua một người bạn khác. Khi mà gặp thì mình biết trước là bạn này đã có gia đình rồi. Cho nên là mình rất là bình thường với bạn ấy, thì đi chơi chung thôi. Mình không có ý tưởng gì cả. Tại vì mình đã biết là bạn này đã có gia đình. Nhưng mà sau cái buổi gặp gỡ đi chơi chung đó thì bạn này về nhà thì nhắn tin và tìm Facebook của mình nói chuyện, rồi nhắn tin điện thoại rất là nhiều. Xong mình mới thấy ủa kỳ kỳ nha. Thì mình mới nói là ủa anh có gia đình rồi mà phải không, sao anh nói chuyện với em nhiều quá vậy? Thì anh nói là không, anh với lại vợ anh là ly hôn rồi. Mình tin là anh nói thật. Cho đến một hôm vô tình thì mình nói chuyện với cái người bạn chung ở giữa, thì mới hỏi ê bạn đã nói với tao là bạn đó ly hôn rồi đúng không? Nói đâu có mày, nó mới ly thân à, ai nói mày nó ly hôn? Tại vì cái khoảng cách giữa ly thân và ly hôn nó rất là xa. Và khi mà mình biết cái sự thật á thì mình không nói với bạn đó là mình biết sự thật luôn, mà mình lặng lặng rời xa luôn. Nói chung là cũng rút ra sớm. Nhưng không mà, có để gì phức tạp hết. Nhưng mà thật sự là cảm thấy rất là thất vọng luôn. Bởi vì thấy bạn nói chuyện với mình kiểu là hứa hẹn nhiều điều lắm, rồi chia sẻ rất là nhiều nỗi buồn này nọ kia đồ, giống như là mọi chuyện đã xong hết rồi á. Rồi bây giờ hỏi cuối câu này là cuối cùng bây giờ ly hôn chưa hai người đó? Sau một năm bạn đó gặp lại Nhã, xong rồi bảo là đã xong hết mọi thủ tục giấy tờ rồi, và bây giờ chắc chắn là đang nói thật với Nhã và muốn quay lại. Nhưng mà khi mà mình tiếp xúc lần đầu tiên đã là một lời nói dối, thì bây giờ cho dù nó là nói thật thì mình cũng khó mà chấp nhận được lắm. Cho nên là chỉ nói riêng trường hợp của Nhã, thì mọi người có đồng ý với cái lời nói dối của anh chàng đó hay không? Ai đồng ý với lời nói dối đó thì giơ tay. Tại vì không em được. Thì em có một bạn thì ba mẹ đều là nó kiểu cũng là ly thân, nhưng mà bây giờ thì hai người đều có bồ hết. Giống như chị, giống như chị thôi. Ly thân xong rồi có người mới, xong rồi yêu nhau. Nhưng mà em nghĩ là lúc mà yêu thật sự, mà em nghĩ là tới tuổi đó thì rất là cẩn thận, không muốn làm cho chị buồn một tí nào, không muốn làm cho chị cảm giác cái không ổn tí nào, nên là có thể là nói dối là ly hôn rồi. Tức là ly thân với Nhã. Thích Nhã quá, sợ mất cơ hội á. Nếu như Nhã là một người đang độc thân nữa, cái xong bây giờ nói là anh là cái người đang ly thân, thì mình không thể hiểu sâu vào cái mối quan hệ của người đó với lại vợ cũ của người đó. Cho nên là mình phải nói chuyện trực tiếp với người đó. Mình phải cho người đó cơ hội để nói ra sự thật là như thế nào. Mà cái thật chuyện... sự nếu mà mình chưa có cái cảm giác gì mà mạnh với người đó thì bây giờ mình rắc rối để làm gì, đúng không? Thì em đẹp thiếu gì mà sao mình phải đi thằng nào mà làm cho mình nhức đầu như vậy để làm gì? Đúng không? Thoải mái. Không hiểu luôn á. Chung quy lại cuối cùng là gì? Cái gì khó quá thì bỏ qua đi. Nhưng mà bỏ qua thế nào sự lựa chọn của mình thôi. Tụi nữ có một thời thôi, đừng có cho ai mà giống như làm mất cái thời của em. Đúng. Thôi bỏ qua. Mình nắm mắt cái thời của mình đi chị. Đừng có để cho ai cướp mất cái thời của mình ở mình đi. Wow. Có thể nói là ngày hôm nay là một cái chủ đề rất là thú vị. Yêu nhau mà nói dối nhau để làm cái gì? Luôn luôn là có câu hỏi được đặt ra cho tất cả chúng ta. Vậy thì liệu rằng những cái lời nói dối đó có gây tổn thương cho người yêu của mình hay không? Thì chỉ có bạn biết. Và sự lựa chọn có ở bên cạnh người nói dối mình hay không cũng chỉ có bạn lựa chọn thôi. Quan trọng là bạn phải chấp nhận với những lựa chọn của mình và theo đuổi đó đến cùng. Hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã tham gia cùng với lại chương trình. Cảm ơn quý vị khán giờ đã theo dõi chương trình, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và các bạn cũng có thể theo dõi kênh YouTube của MCV Media cũng như là cổng thông tin của Love TV. Và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhé. Xin chào.